Người bình thường có thể nhịn thở dưới nước được bao lâu? Thì con người không thể nhịn thở được dưới nước như cá hoặc là các loài sinh vật khác ở dưới biển. Khi con người ngâm mình dưới nước mà muốn lặn xuống sâu thì cần phải nhịn thở. Thì vậy một người bình thường có thể nhịn tối đa dưới nước là bao lâu? Và hiện tại người giữ kỷ lục thế giới và nín thở lâu nhất là người nước nào? Thì khi chơi đùa hoặc là bơi trong sông hồ thì thường chúng ta hồi nhỏ hoặc hiện tại luôn, đến lúc lớn còn thường là thi xem thử ai nhịn được lâu hơn. Các đồng vận động viên hoặc là thợ lặn cũng thường thử sức để nhịn thở lâu nhất có thể. Thì luyện tập thường xuyên có thể kéo dài được cái nín thở dưới nước. Một người sức khỏe bình thường thì có thể nhịn thở được từ 30 đến 90 giây, vậy là có thể lên tới 2 phút khi ở dưới nước. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo là không nên cố gắng nhịn thở quá lâu vì có thể gây ra hiệu ứng tiêu cực. Và nếu thiếu oxy thì các cơ hoặc là não nó sẽ dẫn đến hoạt động không tốt và nó sẽ kèm theo cái phản ứng không hay. Thì khi một người nín thở, lượng khí CO2 tích ngày càng nhiều trong cơ thể chúng ta, thì đến một mức nào đó lượng khí này sẽ được giải phóng và tạo ra các phản xạ khiến cho các cơ kiểm soát sự hô hấp bị co thắt, và nó gây chúng ta gây co thắt cơ và gây đau, khiến một người có thể thở hổn hển sau khi mà các bạn trồi lên mặt nước. Sở dĩ một người bình thường có thể nhịn thở được lâu dưới nước là nhờ sự điều chỉnh của cơ thể. Luyện tập thường xuyên ở dưới nước thì cơ thể giúp tim đập chậm hơn và cơ thể tiêu thụ ít năng lượng hơn, do đó nó hấp thụ khí oxy ít hơn so với một người bình thường ít tập luyện. Theo các nhà khoa học, theo các nghiên cứu và các thống kê thì nhịp tim của một thợ lặn chuyên nghiệp, nhịp tim của một thợ lặn nghiệp dư có thể giảm từ 10 đến 30% khi ở dưới nước, tức là nó đập sẽ chậm lại đó các bạn. Còn đối với những thợ lặn chuyên nghiệp thì có thể giảm nhịp tim tới hơn 50%, tức là bình nhịp tim của một người bình thường từ 70 đến 80 đi, thì một thợ lặn chuyên nghiệp thì có bằng một 50% của đó thôi, tức là từ 40. Thì hiện tại kỷ lục về nín thở lâu nhất thế giới mới vừa rồi được xác lập bởi một người đàn ông 54 tuổi ở Croatia. Ông này lặn một hơi và tới 24 phút 33 giây. Đây là một quy luật thế giới mới vừa được thực hiện trong năm 2021. Người đàn ông này có tên là Budimir Budasobat, đã lặn xuống nước và nhịn thở được khoảng thời gian là 24 phút 33 giây. Khoảng thời gian nhịn thở này đã thật sự đẩy cơ thể của ông Budimir lên đến một ngưỡng chịu đựng cực hạn. Thì kỷ lục mới này được thực hiện tại một hồ bơi ở thị trấn Sisak, Croatia. Rất nhiều phóng viên, bác sĩ và những người ủng hộ đã đến bờ bơi để chứng kiến màn phá kỷ lục của ông. Và trước khi lặn thì ông Budimir đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông dành vài phút ra để thở oxy nguyên chất. Thì bằng cách này sẽ giúp tăng tối đa nồng độ oxy trong cơ thể. Sau đó thì ông hít một hơi thật dài và lặn xuống hồ. Nhịn thở 24 phút 33 giây, có thể nghe có vẻ là một điều không tưởng. Nhưng đó là kết quả của sự chuẩn bị và quá trình rèn luyện suốt nhiều năm của ông. Tuy nhiên, theo khuyến cáo thì đối với những người bình thường thì không nên tập và nín thở quá lâu, như ông. Thì trước đây ông Budimir là một người rất đam mê môn thể hình, nhưng sau đó ông chuyển sang môn lặn tĩnh, tức là lặn xuống nước và không bơi, và cố giữ hơi lâu nhất thế giới, lâu nhất có thể. Thì hiện tại, cho đến hiện tại thì ông Budimir là một trong 10 người lặn tĩnh hàng đầu thế giới.